Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đến với một vài tin tức mới liên quan đến cử mất tất bí ẩn của Lương Hải Như, một cô gái ở Hà Nội. Thì cách đây hai ngày, cụ thể là ngày 15 tháng 9 năm 2022, theo như là tin tức mà chị gái song sinh của Hải Như đăng tin lên. Và sau đó thì tôi cũng có trò chuyện với một số người dân đang sinh sống ở huyện Trương Mỹ, Hà Nội. Thì họ có cho biết rằng ngày 15 tháng 9 thì cảnh sát cơ động cũng như là cảnh sát hành sự có cho chó nghiệp vụ tìm kiếm hải như quanh khu vực nhà của tống nguyên tiến nhà của tống nguyên tiến thì ở thôn tiên lữ uh, tiên phương huyện trương mỹ hà nội và họ cho tìm kiếm ở đây mặc dù khi mà tìm kiếm thì nó cũng chưa có manh mối nào tuy nhiên cái điều này nó cũng cho chúng ta những cái câu trả lời có thể diễn ra đó là một là bên cơ quan chức năng người ta nghi vấn tống nguyên tiếng có liên quan sự mất tích của lương hải như hoặc là đã có cái cơ sở tống nguyên tiếng có liên quan trực tiếp đến sự mất tích của lương hải như hoặc là xa hơn nữa là người nhà của tống nguyên tiếng có liên quan trong cái vụ này có thể có nhiều yếu tố như thế à, tuy nhiên ở đây á thì tôi cũng muốn nói thế này, hiện nay chưa tìm kiếm được Lương Hải Như thì cơ quan công an người ta chưa trả lời một cái nội dung nào mang tính chất kết luận. Mà cái vụ này hiện nay thì khởi tố hay chưa, toàn thể chúng ta chưa được biết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thế này, nếu mà không xác định trong cái vụ này có yếu tố đồng phạm hoặc là có cái yếu tố gọi là che giấu tội phạm, thì không thể khởi tố. Bởi vì sao? Bởi vì nó căn cứ theo cái nội dung này. Theo điều 157 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự liên quan việc là không được khởi tố vụ án hình sự trong những cái trường hợp. Ở đây thì người ta nêu ra 7 cái trường hợp. Cái trường hợp thứ bảy là người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết. Trừ cái trường hợp cần tái thẩm đối với người khác nhưng mà tái thẩm thì cái vụ đó đã khởi tố và đã đưa ra xét xử nhưng mà nó có nhiều cái tình tiết mới chẳng hạn thì người ta mới gọi là khởi tố chứ còn ở đây là trường hợp của tống nguyên tiến thì không có rơi vào cái trường hợp tái thẩm mà là ví dụ tống nguyên tiến có thực hiện cái hành vi tước đoạt mạng sống của hải như chẳng hạn đi thì cũng không thể khởi tố tống nguyên tiến trừ có thể các cái nội dung một là có đồng phạm và đồng phạm đó hiện tại vẫn đang sống hai là có cái sự che giấu về cái hành vi phạm tội của Tống Nguyên Tiếng của người nhà tiếng chẳng hạn mà bên cơ quan chức năng người ta tìm thấy những cái cơ sở về chứng cứ thì người ta sẽ tiến hành khởi tố ở đây thì có thể khởi tố vụ án đồng thời khởi tố bị can đối với những người mà có liên quan còn riêng Tống Nguyên Tiếng nếu anh ta đã mất mạng rồi thì không có khởi tố anh ta ha bởi vì thực ra đó cái việc mà khởi tố hay là bắt giam xử lý một ai đó thì nhằm cảnh cáo răng đe và để cho người đó trả giá cho những cái hành vi của họ ha chứ còn một người đã chết rồi thì họ không có cần những cái điều đó nữa cho nên chắc chắn là nó cũng sẽ theo cái quy định của bộ luật tố tụng hình sự đây là điều 157 và đây nữa nếu mà những cái người liên quan ví dụ có đồng phạm hay là che giấu về hành vi tội phạm của tống nguyên tiến chẳng hạn thì cơ quan cơ quan điều tra người ta thực hiện cơ quan chức năng thực hiện khởi tố vụ án khi mà thấy có cái dấu hiệu tội phạm thì người ta mới khởi tố. Cho nên cá nhân tôi nhận định á cái vụ này nó có nhiều điều nó vừa bí ẩn, nó vừa mập mờ mà nó vừa phức tạp nhưng là một cái chuyên án có thể rất là lớn chứ không đơn giản bởi vì À, dư luận người ta cực kỳ quan tâm, người ta có nhiều nghi vấn và kể cả thời điểm này á à, tiếng từ từ chẳng hạn hay là Hạ Như mất tích chẳng hạn thì cái người mà đón nhận bảo dư luận vẫn là gia đình của tiếng và gia đình của Hạ Như. Cụ thể là hàng loạt những cái nghi vấn gia đình của tiếng là có sự bao che che dấu nào đó. Còn gia đình của Như thì bị đồn thổi rằng là dựng chuyện để mà kêu gọi từ thiện. Hoặc là người ta cho rằng Hạ Như trốn đi đâu đó. Thì tôi nghĩ rằng là cái người mất thì đã mất. Nhưng cái vấn đề người còn lại á, chịu những cái tai tiếng, thậm chí có những cái oan ức, thậm chí những cái điều không rõ ràng và theo dịch thì nó rất là nguy hiểm cho chính gia đình họ mà còn rối đi ăn cho xã hội. Đúng không? Cho nên ở đây thì tôi nghĩ á, cũng có thể rằng là bên cơ quan công an người ta đã mở một cái chuyên án về vụ này rồi. Người ta đã có thể rằng là điều tra bí mật, một mặt là công khai tìm kiếm như vậy, một mặt là điều tra bí mật. Và có thể là có nắm các cái thông tin liên quan. Ở đây thì dấu hiệu mà gia đình Tiến có thể che giấu một điều gì đó ở vì họ khai không có trung thực về cái chiếc điện thoại của Tiến dùng rằng là họ khai rằng tiếng không có sử dụng điện thoại trong khi thực tế không phải vậy. Một người sử dụng một người chạy grab thì kiểu gì grab kiểu gì phải sử dụng điện thoại và họ che giấu điều đó để làm gì? thực tế để mà khôi phục toàn bộ cái dữ liệu giữa hải như và Tấm nguyên tiếng cực kỳ quan trọng toàn bộ cái dữ liệu về cuộc trò chuyện nói chuyện của họ và cái sự trao đổi nói chuyện của Tấm nguyên tiếng trước cái giai đoạn mà cậu ta tự tử với ai nội dung gì thì cũng rất là quan trọng. Thế nhưng mà gia đình của tiếng cha giấu về chiếc điện thoại đó thì họ đã gọi là tiêu hủy cái chứng cứ đó rồi hay họ đang tra giấu ở đâu họ để ở đâu thì cũng cần phải làm rõ cái chỗ này mà người phải lưu ý cái dữ liệu thì một là ở trên sim hai là trên điện thoại bởi vì chúng ta nếu mà lưu cái dữ liệu trên sim mà nó đầy thì nó chuyển qua cái điện thoại tùy vào cái chọn lựa nhưng mà nếu trên sim thì có thể khôi phục với nhà mạng, liên hệ nhà mạng để khôi phục. Còn nếu trên điện thoại thì bắt buộc phải có cái điện thoại đó. Và tất nhiên cũng sẽ có những cái vấn đề mà đôi khi khôi phục nó không hoàn toàn 100% được phục hồi đầy đủ. Tuy nhiên cái việc mà lấy lại được, thu hồi được tịch thu được cái điện thoại của tổng nguyên tiến thì rất là quan trọng. Hiện tại cái điện thoại của Hải Như thì cơ quan điều tra đang giữ rồi và có thể trên đó nó đầy đủ các cái thông tin nhưng mà tất nhiên cái tin mà tiếng đã trò chuyện với ai trước ngày cầu ta từ từ thì là không thu hồi được cái điện thoại đó đó và tôi đọc được một vài cái thông tin đó tiếp cận được vài cái thông tin thêm thì ông tuyên á cha của hải như thì có nói rằng gia đình của họ vẫn thường xuyên cập nhật các cái tin tức từ phía công an tuy nhiên bên công an họ nói họ cũng không có tiết lộ nhiều do cái vụ này đang trong quá trình điều tra mà gọi là trong quá trình điều tra là gì điều tra chỉ khi nào mà khởi tố vụ án hoặc khởi tố bị can thì mới có thể điều tra còn nếu mà chưa khởi tố thì không gọi là điều tra mà người ta gọi là xác minh mời lên làm việc này kia và xác minh lấy lời khai thôi chưa thể điều tra cái điều tra thì chúng ta biết nó rất là chuyên sâu nó chỉ tiến hành được sau khi mà khởi tố mà để mà khởi tố một cái vụ án hình sự thì phải xác định về có cái cơ sở về các cái dấu hiệu tội phạm thì mới có thể khởi tố được cho nên rằng đôi khi một vài thuật ngữ đang điều tra hay là chỉ mới xác minh thôi thì có nhiều người cũng không nắm cái chỗ này thành ra là đưa tin nó nó không đúng về bản chất mà nếu mà bên công an họ có trả lời với lại gia đình của họ như rằng họ đang trong quá trình điều tra thì tôi hy vọng rằng vụ án này đã khởi tố và đang điều tra bí mật và tất nhiên khi mà điều tra bí mật thì về cái những cái cơ sở chứng cứ những cái dữ liệu thì bên cơ quan công an người ta đã có rồi mà người ta chưa đưa ra thôi và rõ ràng khi mà điều tra bí mật thì họ cứ điều tra nhưng đến một thời điểm nào đó thì những nếu xác định tiếng một mình độc lập thực hiện hành vi với hải như thì không thể khởi tố vụ án ha không thể khởi tố vụ án không thể khởi tố bị can theo điều 157 bộ luật tố tụng hình sự trang vina vừa cho mọi người xem ấy ha thì tất nhiên nếu như thế thì vụ việc nó rơi vào bế tắc và đôi khi á, suốt đời cũng không có tìm thấy hải như ở đâu người ta còn liên tưởng đến việc tại sao trong một đêm mà tung tích của hải như bặt vô âm tín như thế tìm mọi phương pháp để tìm kiếm từ chuyên biệt chuyên sâu với nhiều lực lượng thế mà vẫn không tìm thấy thì rõ ràng ở đây là nó có sự bí ẩn tại sao trong một đêm mà toàn cái thành phố hà nội toàn người dân người ta vào cuộc người ta tìm kiếm miệt mài như thế không ra người ta còn nghi vấn đôi khi là bị hỏa thiêu như trong cái vụ gì đó ở hải dương cái gì đó hai vợ chồng chôn cái thi thể xuống rồi sau đó thì đào lên lại để hỏa thiêu người ta ha à, à, còn cái vụ như là thẩm mỹ viện cát tường á hơn 9 tháng đúng không à, thủ tiêu cái cái sáng của nữ khách hàng xuống sông nhưng mà hơn 9 tháng sau thì người người dân phát hiện cái xương á, và cuối cùng á giám định adn thì xác định đó là người bị hại và cuối cùng á, nó cũng tìm ra tất cả những cái câu trả lời những cái manh mối những cái bản chất của vụ án Tôi vẫn hy vọng rằng là tìm kiếm được Hải Như Cái sự tìm kiếm được Hải Như nó rất là quan trọng Nó minh oan được cho gia đình của bạn này Và thứ hai nữa nó cũng có những cái cơ sở Để cho bên cơ quan điều tra đó Người ta có những kết luận, những khoanh vùng và những kết luận Để chúng ta cũng khỏi phải hoang mang à, Sau đây thì cũng mời mọi người xem một vài hình ảnh và hình ảnh mà lực lượng cơ động và đội đặc nhiệm Tới cái khu vực của nhà Tống Nguyên Tiếng để tiếng hành tìm kiếm ha. nói tóm lại vụ này thì tôi cũng xót xa cũng cảm thấy rằng muốn biết nhiều điều và tại sao có một cái nhóm xăm trổ lại cứ thường xuyên đe dọa gia đình của hải như như thế và tại sao có rất là nhiều tin giả miệng mài bình luận khắp nơi trên không gian mạng như thế tôi nghĩ đều có những cái mục đích và tôi hy vọng rằng là cơ quan điều tra có thể khoanh vùng những cái tài khoản mà đi bình luận những cái tin rất là giả có lợi cho gia đình, đình tống nguyên tiến và rất là bất lợi cho gia đình hải như và tất nhiên nếu mà họ lập đi một cái tài khoản mà lập lập lại nhiều lần thì họ hoàn toàn có thể hoài nghi ha còn riêng cái đội cái nhóm mà xâm chỗ đó thì cơ quan công an nên mời đến làm việc lý do tại sao lại gây khó dễ cho quá trình tìm kiếm lương hải như như thế Nội dung thì Trâm sẽ dừng ở đây và tôi sẽ tiếp tục theo dõi những cái tin tức để đưa tin cho quý vị. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.